Xin chào các em. Cô xin giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Kim Huệ, giáo viên giảng dạy môn ngữ văn tại trường Trung học phổ thông Thuận An. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Như các em đã biết, cấu trúc một đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn gồm có 3 phần: phần đọc hiểu, phần nghị luận xã hội và phần nghị luận văn học. Và phần nghị luận văn học chiếm tới 5 điểm trên thang điểm 10. Và theo quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo từ năm 2017, đề thi môn ngữ văn từ 180 phút rút ngắn lại chỉ còn 120 phút. Và đây thực sự là một sức nặng đối với các thí sinh khi giải quyết câu nghị luận văn học. Ở các tiết trước, giáo viên đã giúp các em tìm hiểu các kiểu bài nghị luận văn học cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ. Thứ hai, đó là nghị luận văn học về một ý kiến bàn về văn học. Và ở tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giúp cho các em tìm hiểu nghị luận văn học về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Nội dung bài học hôm nay gồm có 2 phần. Phần 1, ôn tập lý thuyết. Phần 2, hướng dẫn các em những kỹ năng làm văn nghị luận văn học về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi. Và bây giờ, cô cùng các em đi vào cụ thể nội dung bài học. Phần thứ nhất, ôn tập lý thuyết. Phần 1, đặc điểm chung của truyện. Như các em đã biết, truyện là một phương thức phản ánh hiện thực khách quan thông qua một câu chuyện về các sự vật, sự việc bởi một người kể chuyện và gửi gắm một tư tưởng nào đó của tác giả. Và các em cùng nhớ lại đặc điểm chung của truyện gồm có 5 đặc điểm. Thứ nhất, truyện có cốt truyện, chi tiết. Cốt truyện được hiểu là toàn bộ các hệ thống biến cố xảy ra trong đời sống nhân vật và cốt truyện được tạo nên từ các sự vật, sự việc, chi tiết tiêu biểu. Và khi đọc một tác phẩm văn xuôi thì các em cần chú ý đến những chi tiết, kể cả những chi tiết nhỏ, bởi đôi khi những chi tiết nhỏ lại làm nên nhà văn lớn. Và chi tiết được xem là hạt bụi vàng trong tác phẩm. Thông qua chi tiết, các em khám phá được nét độc đáo của truyện, độc đáo của nhân vật và thấy được tư tưởng của người viết và cái năng lực cảm thụ của các em khi mà đọc một tác phẩm truyện. Phần thứ hai, đó là truyện có nhân vật, có tình huống truyện. Nhân vật ở đây được hiểu qua rất nhiều phương diện như là ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ, tâm trạng, tính cách. Và chính những cái bước ngoặt trong cuộc đời của nhân vật sẽ góp phần tạo nên cho truyện những tình huống đặc sắc. Đặc điểm thứ ba, đó là hoàn cảnh. Hoàn cảnh được hiểu là toàn bộ các mối quan hệ xã hội, nơi mà nhân vật tồn tại, sinh sống trong tác phẩm. Và hoàn cảnh này có thể phản ánh được cả địa vị và tâm tình của nhân vật. Đặc điểm thứ tư, kết cấu. Kết cấu được hiểu là cách thức tổ chức tác phẩm. Và đối với một truyện ngắn thuộc thể loại tự sự cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự kiện, ít chi tiết, thì truyện ngắn lại có một giá trị riêng khi chuyển tải được những cái nội dung lớn lao, những tư tưởng lớn lao của người viết. Chính vì thế, cách phối hợp nhịp nhàng giữa phần mở đầu, diễn biến và phần kết thúc của một tác phẩm truyện sẽ giúp cho câu chuyện đa tầng ý nghĩa. Và đặc điểm cuối cùng chính là lời kể. Lời kể trong một tác phẩm văn xuôi giúp các em xác định được câu chuyện này kể về ai, thông qua điểm nhìn nào và chúng ta thấy được tư tưởng của người viết. Trên đây là 5 đặc điểm chung của truyện và từ đó chúng ta nhớ lại yêu cầu về đọc truyện. Đọc truyện cần chú ý tìm hiểu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh sáng tác truyện. Tiếp theo là phải nắm vững cốt truyện, biết phân tích nhân vật, tình huống truyện và cuối cùng là các em phải tìm hiểu được giá trị nghệ thuật, đánh giá chung về tác phẩm. Chính vì yêu cầu đọc truyện, các em chú ý đến những vấn đề này, cho nên đối tượng nghị luận của kiểu bài nghị luận văn học về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi tập trung vào những vấn đề sau. Thứ nhất, đó là nghị luận về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung. Thứ hai, đó là nghị luận về một phương diện, thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của tác phẩm hoặc của các tác phẩm, đoạn trích khác nhau. Trên đây là phần khái lược cơ bản của cô về những vấn đề liên quan đến một tác phẩm văn xuôi. Và bây giờ chúng ta đi vào phần trọng tâm, đó là kỹ năng làm bài nghị luận văn học về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi. Bây giờ cô mời các em cùng theo dõi những đề văn cô đã thống kê từ năm 2014 đến năm 2019. Và tất cả các đề này có điểm chung là đều là một trích đoạn trong đề thi. Và sau đây là yêu cầu cụ thể của từng đề qua từng năm. Năm 2014, phân tích khát vọng của nhân vật Hồn Trương Ba trong đoạn trích trên. Từ đó, trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề con người cần được sống là chính mình. Năm 2015,
Cảm nhận của anh chị về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên, từ đó bình luận ngắn gọn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Năm 2016, từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm Vợ Nhặt, anh chị hãy bình luận ý kiến trên. Năm 2017, cảm nhận của anh chị về đoạn thơ trên, từ đó bình luận về quan điểm đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Năm 2018, phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh Chiếc Thuyền Ngoài Xa và cảnh bạo lực gia đình hàng chài. Từ đó, anh chị hãy liên hệ sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam để nhận xét về cách nhìn hiện thực của hai tác giả. Và đề năm 2019, cảm nhận của anh chị về hình tượng sông Hương trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của nhà văn Hoàng Vũ Ngọc Tường. Bây giờ cô mời các em cùng theo dõi bản thống kê sau đây đã được tinh gọn, chỉ còn các yêu cầu của đề. Các em có thể thấy trên bản thống kê từ năm 2014 đến năm 2019, đề tập trung yêu cầu các em phân tích về nhân vật, cảm nhận về nhân vật hoặc phân tích tình huống truyện. Riêng năm 2017 đó là cảm nhận về một đoạn thơ. Và sau đó đề còn có một yêu cầu thứ hai, đó là thí sinh hãy trình bày suy nghĩ hay là bình luận nhận xét về một vấn đề nào đó theo yêu cầu của đề. Với dung lượng thời gian làm bài là 120 phút, các em thấy đối với đề nghị luận văn học, đây là một kiểu đề nhìn thì dễ nhưng thực sự rất khó, bởi vì nó đòi hỏi thí sinh khi làm bài tránh trải dài trên diện rộng mà phải tập trung khai thác ở chiều sâu của đoạn trích. Có như thế chúng ta mới bám sát được ngữ liệu, bám sát vào vấn đề trọng tâm của đề và làm bài hợp lý và bố trí thời gian một cách đúng và có kết quả cao nhất. Và sau đây là những dạng bài cô định hướng cho các em về kiểu bài nghị luận văn học về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, cụ thể như sau. Dạng 1. Nghị luận văn học về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Đối với dạng bài này, chúng ta thường gặp các dạng đề sau đây. Thứ nhất, phân tích cảm nhận về một đoạn văn. Ví dụ như phân tích một đoạn trích trong truyện ngắn Rừng Sa Nô hay là Vợ Nhặt. Thứ hai, phân tích một khía cạnh, một giai đoạn trong cuộc đời của nhân vật. Ví dụ, cảm nhận của anh chị về nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, đề minh họa lần 1 của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2020. Thứ ba, phân tích một tình huống truyện. Ví dụ, hãy phân tích tình huống truyện trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu. Và thứ tư, phân tích một khía cạnh thuộc phương diện nội dung hay nghệ thuật của đoạn văn. Ví dụ, hãy phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài. Và sau đó, thường có một yêu cầu, đó là từ đó nhận xét, bình luận, trình bày, suy nghĩ về một vấn đề nếu có ở trong đề thi. Đối với các dạng đề này, cô hướng dẫn các em phương pháp làm bài. Thứ nhất, đó là tìm hiểu đề. Đối với khâu tìm hiểu đề, các em cần chú ý 3 thao tác nhỏ. Một là các em cần đọc kỹ đề và xác định được vấn đề cần nghị luận. Hai, các em xác định được các thao tác lập luận. Và ba, đó là phạm vi dẫn chứng. Thông thường đề thi cho một trích đoạn, cho nên các em phải bám sát vào ngữ liệu trích đoạn trong đề thi để bài làm đi đúng trọng tâm. Sau khi tìm hiểu đề, chúng ta tiến hành bước 2, đó là lập dàn ý. Phần lập dàn ý đầu tiên là phần mở bài. Phần mở bài có 2 nhiệm vụ cơ bản. Các em giới thiệu sơ lược về tác giả và tác phẩm. Sau đó các em nêu được vấn đề cần nghị luận. Đối với phần thân bài, vì đề thi trong những năm gần đây tập trung cho thí sinh bám sát vào một trích đoạn của một văn bản lớn, cho nên phần thân bài cô cũng hướng dẫn các em các bước làm bài sau đây. Thứ nhất, các em cần xác định được vị trí đoạn trích cần phân tích. Bước thứ hai, phân tích cảm nhận các khía cạnh mà đề yêu cầu. Ví dụ đề yêu cầu phân tích hoặc cảm nhận về nhân vật, thì khi đề cập tới nhân vật, các em cần chú ý 6 tiêu chí sau. Thứ nhất, khái quát về nhân vật. Thứ hai, xác định vị trí cần phân tích về nhân vật. Thứ ba, ngoại hình nhân vật. Thứ tư, hành động, cử chỉ, tâm trạng của nhân vật. Thứ năm, phẩm chất, tính cách nhân vật. Và thứ sáu, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Còn nếu đề yêu cầu các em phân tích về tình huống truyện, thì các em cần đáp ứng được 4 tiêu chí sau. Thứ nhất, xác định tình huống truyện. Thứ hai, đánh giá tình huống truyện. Thứ ba, phân tích được tình huống truyện. Và cuối cùng, nêu được ý nghĩa tình huống truyện. Ngoài ra, đề có thể yêu cầu các em
phân tích một phương diện giá trị nội dung hay là nghệ thuật. Và sau khi phân tích xong thì các em cần đánh giá chung về phương diện nội dung và nghệ thuật mà đề yêu cầu. Ngoài ra, có thể rút ra nhận xét, bình luận theo yêu cầu của đề nếu có ở trong đề thi. Và cuối cùng là phần kết bài. Thì phần kết bài các em cần làm tốt đó là khẳng định lại vấn đề cần nghị luận và ngoài ra có thể liên hệ mở rộng vấn đề. Và sau đây, cô sẽ cho một ví dụ minh họa để chúng ta cùng giải quyết kiểu bài nghị luận văn học về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Đề bài: cảm nhận của anh chị về nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài trong tác phẩm Vợ chồng A Phụ của Tô Hoài, đề minh họa lần 1 của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2020. Sau đây là phần hướng dẫn làm bài. Cấu trúc của bài văn nghị luận này có 3 phần: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề và kết bài khái quát được vấn đề. Bây giờ cô sẽ đi vào cụ thể phần nội dung. Đối với phần mở bài, thí sinh cần giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và truyện ngắn Vợ chồng A Phụ. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận ở đây chính là nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài. Và sau đây, cô sẽ cung cấp cho các em một ví dụ minh họa về mở bài. Tô Hoài được biết đến không chỉ là tác giả của những câu chuyện loài vật, mà ông còn là nhà văn với những hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng văn hóa khác nhau trên đất nước ta. Thành công nhất của Tô Hoài là những tác phẩm viết về hiện thực cuộc sống, con người vùng Tây Bắc. Tiêu biểu là truyện ngắn Vợ chồng A Phụ. Tác phẩm vừa là một bức tranh chân thực về số phận người dân nghèo miền núi dưới ách áp bức phong kiến và thực dân, vừa là một khúc hát về sức sống và khát vọng tự do, hạnh phúc của con người. Vẻ đẹp ấy được thể hiện trọn vẹn qua diễn biến tâm trạng Mỹ và sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nhân vật này trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài. Như vậy các em thấy ở mở bài này đã đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản, đó là giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phụ. Vấn đề thứ hai đó là xác định đúng trọng tâm vấn đề cần nghị luận, đó là nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thân bài. Đối với thân bài thì có các ý sau đây. Khi phân tích nhân vật thì các em cần chú ý bước đầu tiên cơ bản đó là khái quát đôi nét về nhân vật Mỹ. Ví dụ đối với đề bài này thì các em cần khái quát Mỹ là một cô gái hơ mông đẹp người, đẹp nét, chăm làm, hiếu thảo và yêu thương gia đình, cha mẹ. Chính vì thế Mỹ đã sống kiếp làm dâu gạt nợ ở nhà thống lý Bá Tra. Tưởng là làm dâu con nhà giàu, nhưng Mỹ sống một cuộc đời vật vờ như một cái bóng, bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỹ làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm và lầm lũi như con rùa nơi xó cửa. Chính nhà thống lý Bá Tra với chế độ cương quyền và thần quyền đã làm tê liệt sức phản kháng của con người Mỹ và biến Mỹ trở thành một người nô lệ. Mỹ sống mà như đã chết. Các em phải làm khái quát được đôi nét về nhân vật Mỹ để thấy được cái sự nổi bật của Mỹ. Ở phần tiếp theo, đó là cảm nhận về nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân, sự trỗi dậy của sức sống tiềm tàng. Đây là ý trọng tâm, cho nên các em cần triển khai thành những ý nhỏ sau đây. Thứ nhất, đó là những tác nhân ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của nhân vật Mỹ. Cụ thể, đó là tác động của ngoại cảnh. Khung cảnh mùa xuân ở Hồng Ngài tươi vui và tràn ngập âm thanh, đặc biệt là âm thanh tiếng sáo vang vọng khắp nơi, thiết tha, bội hội bồi hồi và rập rờn trong lòng Mỹ. Và đặc biệt, bản chất của Mỹ vốn đã là một cô gái mạnh mẽ, giàu sức sống. Chính tác nhân này sẽ dẫn tới những diễn biến tâm lý, hành động của nhân vật Mỹ, cụ thể như sau. Đầu tiên, Mỹ ngồi nhẩm thầm lại bài hát của người đang thổi. Đã lâu lắm rồi, Mỹ mới hát lại những lời hát của mùa xuân, của tuổi trẻ, của cuộc đời Mỹ. Tiếp theo, Mỹ có hành động, Mỹ uống rượu, cứ uống ừng ực từng bát. Nhưng mà càng uống lại càng tỉnh và Mỹ càng ý thức được cuộc sống, thân phận hiện tại của mình. Và Mỹ thấy chưa bao giờ mình trẻ như thế và Mỹ vẫn còn trẻ. Và bây giờ Mỹ ước nếu có nắm lá ngón trong tay, Mỹ sẽ ăn cho chết ngay. Nhưng chính tiếng sáo đã níu giữ tâm hồn và thể xác của Mỹ lại. Và tiếng sáo đã tác động tới hàng loạt những hành động của Mỹ. Tiếp theo, Mỹ sửa soạn, đi chơi. Mỹ tiến đến nước nhà và sắm lấy một miếng mỡ bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Mỹ quấn lại tóc, Mỹ thay váy hoa. Nhưng mà những hành động của Mỹ vừa mới diễn ra tức thì
thì A Sử trở về và kéo Mị trở lại là kiếp sống nô lệ. Mị bị trói vào góc cột, cổ và đầu không nghiêng xuống được. Thân xác Mị bị trói buộc, nhưng mà tâm hồn của Mị lại đi theo tiếng sáo, đi theo tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của Mị. Trên đây là những diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật Mị. Và khi các em phân tích xong, thì các em chú ý về phần nghệ thuật. Về nghệ thuật, các em chú ý vấn đề sau đây, đó là nghệ thuật xây dựng nhân vật. Ở đây Tô Hoài đã dùng hình tượng thiên nhiên để miêu tả tâm trạng và khắc họa nhân vật bằng những chi tiết chân thực nhất. Và nghệ thuật thứ hai là nghệ thuật kể chuyện. Lời văn nửa trực tiếp, lời của nhân vật như hóa thân vào lời của tác giả và lời tác giả đồng điệu với lời của nhân vật khiến cho tâm hồn của Mị hiện lên rất là chân thực hơn bao giờ hết. Sau khi triển khai xong cái phần B thì các em tiến hành đánh giá chung. Đối với phần đánh giá chung thì có hai ý. Các em khái quát lên là thông qua đoạn trích ta thấy được giá trị nhân đạo sâu sắc mà Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm. Đó chính là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người có thể bị một lúc nào đó bị tê liệt về sức phản kháng, nhưng mà bản chất sâu thẳm của họ vẫn là sự vươn lên, khát khao tự do, khát khao hạnh phúc, khát khao tình yêu. Và đánh giá chung thứ hai, đó là phong cách sáng tác độc đáo của Tô Hoài. Khi có những hiểu biết sâu sắc về văn hóa, về phong tục tập quán vùng núi Tây Bắc, đặc biệt là thể hiện được cái vẻ đẹp tâm hồn của người dân lao động miền núi Tây Bắc. Cuối cùng các em thực hiện phần kết bài. Thì phần kết bài, các em khẳng định lại vấn đề cần nghị luận và liên hệ mở rộng vấn đề. Trên đây là ví dụ của cô về dạng bài nghị luận văn học về một tác phẩm hoặc một đoạn trích văn xuôi. Tuy nhiên, trong các đề thi có thể yêu cầu các em làm hai tác phẩm hoặc hai đoạn trích văn xuôi trong tương quan so sánh, thì cô sẽ hướng dẫn các em dạng bài thứ hai này. Dạng 2, nghị luận văn học về hai tác phẩm, hai đoạn trích văn xuôi trong tương quan so sánh. Sau đây là các dạng đề thường gặp. Phân tích hai tác phẩm hoặc là phân tích hai đoạn tác phẩm, phân tích hai nhân vật văn học, phân tích hai tình huống truyện, phân tích hai chi tiết nghệ thuật, hay là phân tích một phương diện hai tác phẩm. Như vậy các em nhìn lên màn hình, các em sẽ thấy là các dạng đề thường gặp ở đây đòi hỏi thí sinh phải phân tích hai đối tượng trong tương quan so sánh. Và đối với dạng đề này thì các em cần chú ý mình không chỉ hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích văn xuôi, mà các em cần có sự cảm nhận phân tích cả hai tác phẩm, hai đoạn trích văn xuôi. Và từ đó các em phải thực hiện thao tác lập luận so sánh, tìm ra những nét tương đồng và những nét khác biệt, và kèm theo đó là những lý lẽ, những lý giải để bài viết của mình nó thực sự sắc sảo và hoàn hảo thì mới được điểm tuyệt đối. Và sau đây là phần hướng dẫn của cô về cách làm bài. Chúng ta chuyển sang phần 2, phương pháp làm bài. Thứ nhất đó là tìm hiểu đề. Ở khâu tìm hiểu đề thì các em cần chú ý 3 câu nhỏ sau đây. Thứ nhất đó là đọc kỹ đề và xác định được vấn đề cần nghị luận. Thứ hai đó là các thao tác lập luận. Và các em thấy đối với dạng nghị luận văn học về hai tác phẩm, hai đoạn trích văn xuôi trong tương quan so sánh, thì ngoài thao tác lập luận phân tích và chứng minh thì còn cần một thao tác rất quan trọng, đó là thao tác lập luận so sánh. Và thực hiện thao tác lập luận so sánh tốt thì các em cần đặt các đối tượng trên cùng một bình diện, một tiêu chí. Và sau khi mà so sánh thì các em cần có sự lý giải, tức là vận dụng lý lẽ của mình, thì lúc đó bài viết mới thực sự thuyết phục được người đọc hoặc người nghe. Và câu thứ ba đó là xác định được phạm vi dẫn chứng. Sau khi tìm hiểu đề thì các em tiến hành phần lập dàn ý. Phần lập dàn ý thứ nhất đó là mở bài. Phần mở bài các em dẫn dắt nếu là dùng cách mở bài gián tiếp. Và sau đó các em giới thiệu khái quát về các đối tượng trong tương quan so sánh. Đối với dạng mở bài này thì các em cần khái quát rõ các đối tượng trong tương quan so sánh và tránh cách viết lang mang dài dòng dẫn tới cách viết mở bài dài nhưng mà lại không có hiệu quả. Đối với phần thân bài, có hai phương pháp. Thứ nhất là chúng ta có thể nghị luận theo kiểu nối tiếp. Và thứ hai đó là nghị luận theo kiểu song hành. Bây giờ cô hướng dẫn các em phương pháp nghị luận theo kiểu nối tiếp. Kiểu nghị luận này gồm có 4 bước. Bước thứ nhất, phân tích đối tượng thứ nhất, và ở đây chủ yếu sử dụng thao tác lập luận phân tích. Bước thứ hai, phân tích đối tượng thứ hai,
cũng chủ yếu sử dụng thao tác lập luận phân tích. Bước 3, so sánh nhằm chỉ ra điểm tương đồng và sự khác biệt giữa hai đối tượng. Thì ở bước 3 này, ngoài sử dụng thao tác lập luận phân tích, thì các em cần sử dụng thêm thao tác lập luận so sánh. Và bước cuối cùng, đó là lý giải sự tương đồng khác biệt giữa hai đối tượng. Và đây là kiểu nghị luận mà các em thường hay sử dụng khi so sánh hai tác phẩm hoặc hai đoạn trích văn xuôi. Kiểu nghị luận thứ hai, đó chính là nghị luận theo kiểu song hành. Kiểu nghị luận này có hai bước. Bước thứ nhất, tìm điểm giống nhau. Khi các em tìm được điểm giống nhau tương đồng giữa hai đối tượng, chúng ta sẽ hình thành từng luận điểm một. Và ở mỗi luận điểm thì các em sẽ phân tích và đi kèm với dẫn chứng để bài viết của mình thuyết phục. Sau khi tìm điểm tương đồng thì chúng ta sẽ cùng tiến hành tìm điểm khác biệt, điểm khác nhau này. Và ở mỗi điểm khác nhau giữa hai đối tượng, chúng ta cũng hình thành từng luận điểm một và sau đó thực hiện thao tác phân tích dẫn chứng kèm theo lý lẽ để bài viết thuyết phục. Bước cuối cùng đó là kết bài. Kết bài, các em khái quát những nét giống nhau và khác nhau tiêu biểu và có thể là nêu những cảm nghĩ của bản thân sau khi giải quyết phần đề này. Và sau đây là một ví dụ minh họa. Đề bài: cảm nhận của anh chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân và nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2009, khối C. Sau đây là phần hướng dẫn làm bài. Về phần mở bài, các em giới thiệu khái quát về nhân vật trong hai tác phẩm. Cụ thể ở đây là nhân vật người vợ nhặt và nhân vật người đàn bà hàng chài. Về phần thân bài, ở đây cô tiến hành nghị luận theo kiểu nối tiếp, cho nên sẽ có 4 bước cơ bản sau đây. Thứ nhất, làm rõ đối tượng thứ nhất chính là nhân vật người vợ nhặt. Hai, đó là đối tượng thứ hai, nhân vật người đàn bà hàng chài. Ba, chúng ta thực hiện so sánh. Bốn, lý giải sự khác biệt. Bây giờ cô đi vào cụ thể phần thân bài. Đối với nhân vật người vợ nhặt, khi phân tích nhân vật, các em cần nhớ bước đầu tiên đó là giới thiệu chung về nhân vật. Thì nhân vật người vợ nhặt này nằm trong bộ ba nhân vật trong tác phẩm Vợ nhặt và được xây dựng dựa trên sự đối lập giữa ngoại hình với phẩm chất, giữa hoàn cảnh với thế giới tâm hồn ở bên trong. Và sau đó các em đi vào ý trọng tâm một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu của nhân vật người vợ nhặt. Chúng ta thấy là nhân vật người vợ nhặt đằng sau cái cuộc sống của nạn đói những năm 1945 vất vưởng không nhà không cửa thì đó là một lòng ham sống mãnh liệt. Đằng sau cái dáng vẻ gầy sọp, đôi mắt trũng hoái, áo quần rách tả tơi lại là một người phụ nữ biết điều, ý tứ. Và ngoài ra chúng ta sẽ thấy rõ ràng người vợ nhặt này là một người phụ nữ hiền hậu, đúng mực, đảm đang, tháo vát. Tuy lúc trước là chúng ta đã từng bắt gặp thì đoan đã, chao chát, chỏng lõn, rồi đôi khi là chồng ghẹo và cười một cách rất là vô tư đối với chàng. Trên đây là một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu của người vợ nhặt. Sau đó chúng ta tiến hành làm rõ đối tượng thứ hai, nhân vật người đàn bà hàng chài. Tương tự, đối với nhân vật này, chúng ta cũng phải có một phần giới thiệu chung. Người đàn bà hàng chài được xem là nhân vật trung tâm của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Và đây là nhân vật kết nối, thúc đẩy cho tác phẩm có một cái tình huống truyện rất là đặc sắc và giúp cho người đọc thấy rất là kịch tính và vỡ lẽ ra nhiều điều. Nhân vật này cũng được xây dựng dựa trên sự đối lập giữa ngoại hình và phẩm chất ở bên trong. Sau khi giới thiệu chung thì chúng ta tiến hành đi vào cụ thể trọng tâm của đề, đó là một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu của người đàn bà hàng chài. Cụ thể như sau: đó là một người phụ nữ hết lòng yêu thương con cái. Đằng sau cái dáng vẻ thô kịch xấu xí lại là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, vị tha, độ lượng. Một người phụ nữ thường xuyên bị cảnh bạo hạt lực gia đình, thường xuyên bị đánh đập, sống trong sự vất vả của nghề làng chài, nhưng lại là một người có khát vọng hạnh phúc, can đảm, cứng cỏi. Và đằng sau cái vẻ quê mùa, thất học, lại là một người phụ nữ thấu hiểu, sâu sắc lẽ đời. Trên đây là một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu của người đàn bà hàng chài. Như vậy chúng ta đã tiến hành ở bước 2, đó là làm rõ đối tượng thứ hai.
Sau đó chúng ta tiến hành bước 3, so sánh. So sánh thực hiện hai thao tác nhỏ. Thứ nhất, tìm điểm tương đồng. Điểm tương đồng chúng ta dễ dàng bắt gặp ở hai nhân vật này, đó là thân phận người phụ nữ nhỏ bé là nạn nhân của hoàn cảnh. Nhưng họ lại có những vẻ đẹp rất đáng trân trọng, và cả hai nhân vật đều được khắc họa bằng những chi tiết chân thực. Thao tác thứ hai, chúng ta tìm điểm khác biệt. Nét khác biệt trong vở nhạc của Kim Lân đó chính là vẻ đẹp phóng hành của một nàng dâu mới, được xây dựng dựa trên những chi tiết rất là hóm hỉnh, những dư vị rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái thân phận của con người trong nạn đói những năm 1945. Trong khi đó, người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa lại là phẩm chất đẹp của một người mẹ nặng gánh gia đình mưu sinh, với những trải nghiệm, với những chịu đựng, và thực sự vì gia đình, vì con cái, và luôn ước mơ một cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Sau khi thực hiện thao tác so sánh, thì chúng ta sẽ tiến hành bước 4, lý giải sự khác biệt. Sự khác biệt cơ bản của hai nhân vật này, đó là vẻ đẹp khuất lấp của người vợ Nhật đặt trong quá trình phát triển, biến đổi từ thấp đến cao, đối nghịch với người đàn bà hàng chài lại tĩnh tại, bất biến như một hiện tượng nhức nhối trong xã hội. Sự khác biệt thứ hai, đó là quan niệm con người giai cấp trong tác phẩm vợ Nhật, thân phận của người nông dân trong những năm 1945, đối lập với quan niệm con người đa dạng, phức tạp trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Và sau khi các em tiến hành 4 bước theo kiểu dự luận nối tiếp, thì chúng ta sẽ thực hiện khâu tiếp theo, đó chính là kết bài. Ở phần kết bài, các em khái quát những nét giống nhau và khác nhau tiêu biểu của hai đối tượng, cụ thể ở đây là hai nhân vật, và các em có thể nêu những cảm nghĩ của bản thân. Như vậy, trong một thời gian ngắn, cô đã hướng dẫn cho các em kiểu bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, cụ thể với hai dạng bài. Đó là nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Và dạng thứ hai, đó là nghị luận văn học về hai tác phẩm, hai đoạn trích văn xuôi trong tương quan so sánh. Và cô mong rằng trong giai đoạn nước rút này, các em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thêm để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.